Tân Phú, nâng cấp, mở rộng tuyến đường B-129. Theo đó, tuyến đường B-129 do Ban Quản lý Dự án huyện Tân Phú làm chủ đầu tư với kinh phí xây dựng gần 80 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài gần 6 km, điểm đầu dự án giao với quốc lộ 20, cuối tuyến giao với cầu suối cọp qua ấp Giang Điền xã Phú Thanh, nền đường rộng 9 m mặt đường rộng 7 m lề đường mỗi bên rộng 1 m kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa nóng. Đây là dự án mà người dân địa phương hết sức mong mỏi. Để tuyến đường BE 129 sớm đưa vào sử dụng, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú đã và đang nỗ lực giải quyết các thủ tục liên quan tới đền bù và có văn bản đề nghị chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết một số tồn tại, vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ đề ra. Người dân rất đang mong mỏi tuyến đường sớm hoàn thành nâng cấp, khi đó việc đi lại, học hành, mua bán giao thương hàng hóa trong khu vực sẽ hết sức thuận lợi.